Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Simple Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ sáu 26 tháng 1. Em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay em lên một ít hàng cà lem kem chuối, mồi thuốc, giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em chỉ là một chuyển khoản đủ free ship, 2 code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Simple Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì anh em khi nhận hàng thanh toán với nhân viên giúp em. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Và em cũng chỉ nhận chốt kênh Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt kênh YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn nha. Thì em lên mấy con slim tiếp cho anh em. Anh em hỏi slim nhiều nhiều. Rồi đầu tiên em có một con HP 1966. 1966 ha nè. Qua sử dụng chủ đề khắc ăn mòn chủ đề NASA. Chủ đề NASA thì anh em chắc anh em biết rồi hả? Nó có mặt trước nó có cấn kim nè. Lề lối ok. Nắp nó có cấn nha nè. Nó không được lắng mình. Chủ đề zin hãng ha. Cốc lề lại cho anh em nha. Bất bột. Ruột có bát chuẩn ha. Chưa sửa chữa. Có thay cốc lề để căn chỉnh cốc lề lại cho anh em. Cái mặt trước này để em làm lại cho anh em nó đỡ đỡ lại cái. Mã số 1. Chủ đề NASA, chủ đề cũng hay ha. Xin liên tiếp nha. Rồi một con HP cũng qua sử dụng luôn, các ăn mòn xin hãng chủ đề USS, sản xuất năm 84. Tình trạng HP này qua sử dụng thì nó có xước tơ, xước của dòng HP nha nè. Chủ đề xin lề ok đẹp luôn, có dăm nhẹ, góc cạnh thì dăm nhẹ ha anh em, chứ không có cứng mấp nặng ha. Cánh bé cũng đã có thay cốt lề canh chỉnh lại rồi ha anh em, ruột khá đẹp rõ luôn. Mở bên ba bạch huyệt. Anh em 84 chưa sửa chữa, có thay gốc lề nha. Góc cạnh thì khá ok, có cấn dăm nhẹ thôi, và có C
xước cái kiểu của dòng HB qua sử dụng nha anh em. Mã số 32. Rồi, em lên một con Slim 80. Trong tình trạng nó là khá đẹp, nhưng mà nó có một điểm trừ đó là ô xăm tên đã có xăm tên của chủ cũ rồi. Còn cái màu rơm của nó thì nó khá là đẹp. Lề lối đẹp. 80 nha anh em. Góc cạnh này em thấy nó không có cấn mớp luôn. Và màu rơm nó cũng khá là đẹp ha. Lề lối. Để bị điểm trừ đây. Bánh bén. Tình trạng nó qua sử dụng thì em thấy nó cũng để chưa có vệ sinh. Để anh em cảm nhận. Ruột hai mặt chữ chuẩn và cái con 80 nó còn bất bột ha anh em. Nó sử dụng cũng ít chứ nó bất nó còn dài vậy luôn à. Bông trắng tinh. Ruột cũng khá đẹp ha. Cái này anh em chốt thì em sẽ vệ sinh sơ lại cho anh em để cho nó sạch sẽ. Zin tới cái cốt lề luôn nha anh em. Con này là còn zin tới cốt lề luôn ha. Tình trạng của nó như vậy thì chắc chắn cốt lề này là chưa có làm tới luôn. Và cốt lề này là cốt lề zin. Và nó khá bén luôn ha. Con này mà nó không xăm thì nó cũng được cái giá khá cao. Tổng thể nó quá đẹp. Rồi giờ cho anh em nào, mấy anh nào sinh năm 80 và thích dòng Slim. Tổng thể con này rất là đẹp. Nguyên zin cho tới cốt lề. Rồi em qua mấy con mồi thuốc số với là mã. Đầu tiên có một con Sapphire, nhưng mà chủ đề nó làm khá đẹp anh em qua sử dụng. Chủ đề của nó khá đẹp. Chủ đề này là nó dạng nó là nó không phải là in sơn. Kiểu nó là nó khắc kiểu nó khắc luôn á. Không phải in sơn. Và chủ đề nó full 4 mặt luôn. Có xước nha nè, qua sử dụng nó có xước ha. Và nó được sản xuất 2019. Lề lối đẹp. Nó có xước nhẹ. Góc cạnh thì không cấn mớp. Cái chủ đề này nhìn nó đẹp không? Âm hay luôn. Trùng 5 tháng luôn. Rồi đủ mọi tiêu chuẩn cho anh em luôn. Ruột trùng 5 tháng âm hay. Chủ đề cũng đẹp luôn. Tuy là đời số nhưng mà nó hội tụ đủ yếu tố cho anh em luôn ha. Ít
chưa sửa chữa luôn nha anh em. Mã số 4. $350. Chủ đề đẹp. Chủ đề này nó không phải in sơn hấp nhiệt đâu nha anh em. Cái này anh em khỏi sợ bị bay. Rồi em đưa một con Red 35, nó là một con sapphire đen nhưng mà nó cũng có phôi phai ha anh em. Sản xuất 2011, có phôi phai và có dâm nhẹ. Bản lề ngoài 3 chấu ha. Phơm vuông, chuẩn Red 35. Nó có dâm nhẹ và có xước, có phôi phai. Dòng 35 này thì không có âm đâu anh em. Bánh bén, bánh xe sổ chỉ, chuẩn ruột phơm vuông ha, ruột trùng 5. Rồi em lên một con Lubin. Sản xuất 1916. Cái này nó khác ăn bòn triệu vàng. Có số limited. Lề lõi đẹp. Có dâm nhẹ. Có dâm nhẹ nhưng mà góc cạnh thì nó không có thấy té ngã. Có dầm điểm này. Em cũng khá ok á anh em. Bánh bén. Ruột 96 trùng. 12 là mã. Chưa sửa chữa luôn ha anh em. Mã số 6. Thanh mực rồi. Rồi em lên một con vinh tạc không chặt gốc ha anh em. Chủ đề khác ăn màu, chủ đề Zippo Zin hãng. Sản xuất năm 2000. Con này qua sử dụng và nó cũng có dâm nhẹ. Lề lối đẹp. Con này nó không chặt gốc ha. Ở đây thì em thấy nó cái lớp phôi phai của cái lớp mạ rơm. Đây một điểm, hai điểm ha. Tổng thể thì nói chung là cũng khá ok. Lớp rơm hai mặt nó khá đẹp. Và nó đặc biệt nó là không chặt gốc nha nè. Dòng phim này không chặt gốc. Lề lối đẹp ok. Chưa sửa chữa luôn.
gốc thì nó có giá hơn cái dọc nguyên chặt gốc. Rồi bán bằng như giá như vậy luôn. Mã số 7550. Số 8 là một con hàng xưa 1967, qua sử dụng có cũng có dăm nhẹ, lề lỗi thì khá là đẹp. Góc cạnh cũng đẹp luôn. Ở đây nó hơi té nhẹ, nó hơi vuông vuông góc xíu ha. Và ở đây nó cũng có hơi cấn nhẹ vô xíu, có xước chứ, nó có một điểm xước hơi rõ, nhưng mà nó không có phải là bị lòi động. Trong tình trạng của con này thì nó, em thấy nó như vậy là nó khá đẹp rồi, của dòng xưa rồi. 67 giai đoạn Việt Nam World. Âm này cũng gọi là âm xưa mà hay. Sữa gà lá lúa bất bột, ruột chuẩn có bát. Nguyên zin ha anh em. Âm khá ok. Con này dòng xưa giờ làm hay vậy đó. Số 8 900. Rồi em lên một con xưa, một con 55. Con này chủ đề thì nó khá có giá trị trong cái dòng xưa này. Nó là chủ đề khắc ăn mòn tàu chiến hai mặt luôn. Nhưng mà con này tiếc là nó qua sử dụng khá là nhiều nên nó có cấn khá nhiều anh em. Và lề lối thì nó cũng có hao mòn ha. Nhưng mà được cái nguyên zin chưa sửa chữa. Nó bù lại được cái chủ đề tàu chiến hai mặt. Trên dòng một con 55 ha, lề lối nó cũng có hao mòn nhưng mà em cũng canh chỉnh cứng cáp lại cho anh em rồi. Anh em không ngại cho ngoại hình. Thì đây là một cái con mà chủ đề dòng 5 mít mà chủ đề tàu chiến hai mặt thì nó có giá trị khá là cao á. Tiếc cái tổng thể của nó thì nó không đẹp. Lề lỗi thì nó cũng có hao mòn nhưng mà cứng cáp nha anh em, thấy không? Em làm cho anh em cứng cáp luôn ha. Con này ấm hay luôn. Bánh cực bán, bánh xe sỏ chỉ, lưỡi gà gù bất bột, ruột đúng đời. Mặt sau nó có một cái dấu tròn. Nói chung con này qua sử dụng thì cái tổng thể của nó là không đẹp, lại thì nó được cái chủ đề tàu chiến hai mặt. Chủ đề tàu chiến hai mặt trên dòng 5 bit này thì nó giá nó khá cao quá nè. Những con đẹp thì giá nó rất là cao nha. Năm con này cũng hay. Con này thì chưa sửa chữa.
có làm cốt lề, chủ đề thì gym. Anh em không ngại cái ngoại hình của nó mà thích cái chủ đề thì chơi những cái con 5 bit này nó mới giá trị cao hơn nhiều. Mã số 9. Em xem con này luôn, em đang ngồi thuốc. Con này chủ đề hạt lây mà nó có nó chốc lớp mạ nó lòi đồng ra hai chỗ. Hôm nay sale luôn và có nó cũng có cấn nha anh em. Em lem này em đem zin ha. Dòng chủ đề này hạt lây mà em lem như vậy thì giá trị nó cũng cao lắm á. Nó giống như là mấy cái con để bàn này nè. Con này là để bàn nhưng mà nó là cái máy đứng, cái máy cao hơn cái máy ở đây. Đây, anh em không ngại ngoại hình mà ngại mà thích cái chủ đề này á thì chỉ có giờ ngoại hình nó vậy nó mới có giá này thôi, chứ còn nó đẹp thì chắc chắn nó không có giá này đâu. Em đang mòn thuốc. Ruột trùng ha anh em. Anh em chơi thì con này 7 sỉ. Lại bán teo luôn con này. Bánh bao bén luôn. 700 ha. Em lên là em lên zin. Đây chốc loại đồng mà. Rồi em lên một con xuất thị trường Nhật, con này nó sản xuất năm 99. Con này tình trạng thì nó như mới à. Ruột 99 trùng. Nó như mới à. Con này nó như mới luôn á nè. Có xước. Con này 650. Chủ đề 7 star, chủ đề hai mặt. Mã số 10. 650. Chủ đề hai mặt. Rồi em đem một con nêu bút nhựa ha. Đây là một con 916 nội địa Mỹ. Chủ đề này là chủ đề nó được cắt laser nè. Về bản 200 thờ anniversary. Chủ đề 200 năm nước Mỹ. Là chủ đề 200 năm đại bàng nước Mỹ luôn. Tình trạng con này là nó chưa qua sử dụng. Mặt sau nó có hơi sức tơ ha. Có cả thành nắp.
cùng năm. Em lem xin luôn nha anh em. Em lem chủ đề Masonic hội tâm điểm. Dạ, cũng có sức tơ nhẹ. Sản xuất năm 93. Con này nó có lỗi bảo quản này nè. Nó hơi bị té nhẹ dưới này xíu nè. Bài thì khá là đẹp, chủ đề Masonic cũng là một chủ đề sưu tầm. Thì có một hai cái vết xước tơ khá nhẹ, mặt sau thì khá đẹp. Thành nắp thay buồng đốt thì nó chưa có cọ xước luôn. Ruột nó rõ vạch luôn á anh em. CD ruột 93 rõ luôn. Những cái năm này cái ruột kiếm cái ruột rõ thì nó cũng hơi ít hơn là cái ruột màu giai đoạn. Kết thúc video tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em, xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào tất cả anh em
và chúc anh em có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào.